xin chào các bậc phụ huynh và tất cả các con. Các con yêu quý, vậy là dịch bệnh Covid đã khiến cô cháu mình không được gặp nhau ngay những ngày đầu tiên của năm học mới rồi. Nhưng qua màn ảnh nhỏ, các con vẫn nhìn thấy cô Nhung phải không nào? Vậy thì hàng ngày, chúng mình hãy nhớ mở tivi, máy tính nhà mình lên để học cùng với cô Nhung nhé! Hôm nay là tuần đầu tiên của năm học mới, cô cháu mình sẽ được học về chủ đề trường mầm non. Ở chủ đề này, có rất nhiều những bài hát hay nói về mái trường, về cô giáo và về các bạn này. Bây giờ, các con hãy cùng với cô Nhung hát vang bài hát Mẹ của em ở trường của tác giả Đỗ Mạnh Thương nào! Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương, cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng. Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường. Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Dạy từng câu từng lời, từng nét bút răng đi, mong cho con nên người thành cháu ngoan của bác. Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường. Mẹ của em ở trường, mẹ cô giáo mến thương. Các con vừa cùng cô Nhung hát bài hát gì? À, đó là bài hát Mẹ của em ở trường của tác giả Đỗ Mạnh Thương đấy. Bài hát nói lên tình yêu thương bao la của cô giáo dành cho các con phải không nào? Để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn cô giáo, hôm nay các con hãy cùng với cô Nhung vẽ bức tranh chân dung cô giáo để tặng cô giáo lớp mình nhé! Đây là bức tranh vẽ chân dung cô giáo. Các bé ơi, chúng mình hãy nhìn xem bức tranh được vẽ như thế nào. À, đầu tiên đó là khuôn mặt cô giáo được vẽ bởi một nét cong kín. Phần thân được vẽ bởi một nét cong lên. Phần cổ được vẽ bởi hai nét thẳng nhỏ nối khuôn mặt với phần thân. Tóc của cô giáo được vẽ bởi nét cong xuống và nối liền với những nét lượn sóng. Những nét cong nhỏ sẽ làm tóc mái, vẽ tai, vẽ mắt, mũi và miệng. Vẽ thêm cổ áo cho cô giáo này và hai nét sổ thẳng sẽ phân biệt phần tay và phần thân cô giáo đấy. Bức tranh đẹp hơn rất là nhiều khi được tô màu, đó là màu hồng cho khuôn mặt của cô, chiếc áo màu xanh dịu mát, đôi môi cô giáo đỏ thắm, mái tóc cô giáo màu đen và nền của bức tranh đó là màu vàng đấy. Bức tranh chân dung cô giáo rất là đẹp phải không nào? Các con có muốn vẽ được bức tranh chân dung cô giáo đẹp như cô Nhung không nào? Để vẽ được bức tranh, trước tiên các con hãy nhờ bố mẹ của mình chuẩn bị cho các bạn một tờ giấy vẽ, một chiếc bút chì và một hộp sáp màu. Trên đây cô đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rồi. Tuy nhiên khi vẽ, cô sẽ sử dụng bút dạ để chúng mình nhìn rõ hơn. Còn các con khi vẽ, nhớ dùng bút chì nhé. Các bé lưu ý, khi vẽ, chúng ta ngồi ngay ngắn trên ghế, ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi và ngực không tì vào bàn. Cầm bút vẽ bằng tay phải và cầm bằng ba đầu ngón tay đấy. Các bé đã nhớ chưa nào? Bây giờ các bé đã chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng chưa? Nào, cô cháu mình cùng tập vẽ. Đầu tiên, cô sẽ vẽ khuôn mặt của cô giáo trước. Cô vẽ khuôn mặt của cô giáo bởi một nét cong kín. Khuôn mặt cô giáo hình trái xoan, rất là xinh xắn, nên các bé hãy chú ý vẽ nét cong kín thật là đẹp nhé. Và nhớ vẽ ở giữa trang giấy để bức tranh của mình cân đối hài hòa. Tiếp đến, cô sẽ vẽ phần thân bởi một nét cong lên. Bắt đầu từ phía dưới bên trái, cong lên gần với nét cong kín và dừng lại ở phía dưới bên phải. Cô vẽ hai nét thẳng nhỏ nối nét cong kín với nét cong lên để tạo phần cổ. Bây giờ cô sẽ vẽ tóc. Tóc của cô giáo
được vẽ bởi một nét cong xuống, nối liền với những nét lượn sóng. Vì cô muốn mái tóc của cô giáo bồng bềnh hơn này. Những nét cong nhỏ, cô sẽ vẽ mái tóc mái, vẽ tai, vẽ chân mày, vẽ mắt. Vẽ mũi và vẽ miệng. Các con chú ý vẽ miệng cô giáo đang mỉm cười với chúng mình nhé. Cô vẽ hai nét cong nhỏ để làm cổ áo cho cô giáo này và hai nét sổ thẳng để phân biệt phần tay và phần thân của cô giáo đấy. Bây giờ để bức tranh thêm đẹp thì cô Nhung sẽ tô màu nhé. Cô sẽ tô màu khuôn mặt cô giáo màu hồng. Màu hồng nhẹ để giống với màu da của mình hơn này. Các bé nhớ khi tô, chúng mình cầm bút bằng 3 đầu ngón tay. Tô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tô màu trùng khít lên nhau và nhớ là không được để màu lem ra ngoài. Cô đã tô xong khuôn mặt cô giáo rồi. Và bây giờ cô sẽ tô sang đến phần thân của cô giáo, đó là chiếc áo có màu xanh rất là mát dịu. Các bé nhìn thấy cô tô chưa? Cô tô màu trùng khít và không bị chườm ra ngoài đấy. Chúng mình tô cũng nhớ phải tô từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhé. Vậy là chiếc áo của cô giáo đã có màu xanh rất là đẹp rồi. Bây giờ cô sẽ tô đến mái tóc của cô giáo này. Mái tóc của cô giáo có màu đen các con nhé. Tô mái tóc của cô giáo, cô cũng tô nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Và tô cẩn thận để màu đen không bị lem vào khuôn mặt cô giáo. Các con nhớ chưa nào? Tô xong mái tóc bên trái, cô sẽ tô sang mái tóc bên phải này. Cô cũng tô mái tóc bên phải nhẹ nhàng như bên trái vậy. Các bé cố gắng tô đẹp như cô Nhung nhé. Vậy là cô Nhung đã tô xong mái tóc của cô giáo rồi. Bây giờ cô sẽ tô cho môi của cô giáo thật là tươi thắm với màu đỏ nhé. Và cuối cùng cô sẽ tô đến nền của bức tranh. Cô lựa chọn màu vàng để tô nền bức tranh, giúp cho chân dung của cô giáo thêm nổi bật đấy. Khi tô nền, chúng mình tô nhẹ nhàng và đều màu các con nhé. Cô đã tô xong bức tranh rồi này. Các con thấy bức tranh cô Nhung vẽ chân dung cô giáo có đẹp không nào? Các con yêu quý, vậy là cô Nhung đã vẽ xong bức tranh chân dung cô giáo rất là đẹp rồi. Các con hãy cố gắng hoàn thiện bức tranh của mình. Và sau khi vẽ xong, chúng mình hãy nhờ bố mẹ chụp hình và gửi cho cô giáo nhé. Buổi học của cô cháu mình hôm nay đến đây là hết rồi.
Cô chúc tất cả các con cùng với gia đình mình có một sức khỏe thật là tốt để cùng nhau vượt qua trận đại dịch Covid-19. Và hãy nhớ đừng quên theo dõi những buổi học tiếp theo của cô Nhung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bé trong những buổi học lần sau.